mọi người nha.
không quan hệ. Của quản lý đó nghiêm chỉnh đó nghiêm gì cả đó mình ngon rồi chứ cái tẩy đó cái tẩy mà đi vậy à cay mà ăn mà nhanh là hết nửa cái nửa chảo con vắt nhanh không chào tạm biệt mọi người nha, mọi người xem clip nhé để làm một like và một đăng ký kênh cho mình nha, clip đến đây kết thúc nha.